hề khỏi đây. Tôi sẽ đổi mở khóa cửa. Đã nghe với nhau tại sao lại tính quán vậy? Thôi nghe. Anh không xem mình là người ngoài sao? Nghe. Tôi biết anh đã tạo chuyện với con gái. Nghe. Tôi sẽ chỗ tôi để trốn chứ gì. Vô thường niên đến với chúng ta trước năm 75. Thưa quý vị, hai nhạc phẩm đó lại được đặc biệt trình bày bởi hai người hát và quý vị mong đợi. Xin chào đón Băng Kiều và Trần Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã đón nhận Vũ trong bao nhiêu năm qua và hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ Dương Trường Vũ và Dương Trường Vũ hứa là sẽ không có làm cho quý vị thất vọng sau này và cố gắng càng ngày càng tiến bộ xa hơn để mà đem cho quý vị cái gì mới lạ, những cái gì vui vẻ trong những ngày thật bình mới tại xứ người. Và em có nghe tìm mùa thu tới. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm của Trung tâm Thúy Nga, xin cảm ơn Thúy Nga đã cho mình được một cuộc sống phải nói là tốt, sung sướng. Và xin cảm ơn tất cả sự yêu thương của tất cả quý vị. Và quý vị một lần nữa cũng đã rất là chúc Trung tâm Thúy Nga mỗi ngày một phát triển mạnh hơn, nghệ thuật càng ngày càng cao hơn để phục vụ tất cả quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới. Và bay sang ga gấu xuống ngơ mà ngầm. Good show. Cho quê hương